Dạ, cửa hàng nông ngư công Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các anh quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và số đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác xem một máy cưa siêu tầm cực kỳ VIP luôn các bác. Tình trạng máy móc thì các bác theo dõi video cũng như đánh giá giúp em các bác nhé. Một chiếc máy cưa Estin 024 AV Super, một con máy cưa công suất cực kỳ lớn khai thác các bác nhá. Đó, vừa rồi các bác hỏi em rất là nhiều. Hôm nay cửa hàng chúng em thì mới dọn rửa xong. Đây, nên là giới thiệu cho các bác xem qua. Con này thì công suất của nó là gần 45cc, 44,3cc các bác nhá. Đó. Siêu VIP đúng không các bác? Con này thì tích hợp của nó là hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19. Cực kỳ chắc chắn, làm xích thì nguyên zin của nó các bác nhá. Con này thì tích hợp luôn là lam Latin này các bác. Nguyên zin của hãng Estin luôn các bác nhá. Làm chuẩn lam Latin của nó luôn này các bác. Đó, hầu như là cái đầu Latin của nó lại chưa hề có tòe đầu, cực kỳ đẹp các bác nhá. Xích thì xích chung 325, cực kỳ VIP và chất lượng. Con xích này thì tầm khoảng 60% nữa. Tổng thể cái máy của nó này các bác, quá VIP các bác nhá. Một tích hợp của nó này không còn cái gì nữa được nữa rồi. Máy thì hệ đời đầu luôn các bác nhá. Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên. Ngoài trời giờ nó đang lác đác vài hạt mưa thì cũng đôi khi máy nó có phần ướt này tí này. Các bác vui lòng thông cảm với cửa hàng chúng em các bác nhá. Máy móc quá VIP chất lượng. Con này tình trạng như thiếu thùng luôn các bác ạ. Cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn. Tích hợp hẳn cây lam Latin nữa thì quá là chất lượng rồi. Riêng cây lam Latin nếu mà để cửa hàng chúng em bán ngoài nha, bán ngoài thì một cây lam này tầm khoảng 700-800 ngàn một cây nguyên zin của nó đấy, nên là các bác cái cây lam của Latin thì cực kỳ hiếm các bác nhá. Nhập về như thế nào thì cửa hàng chúng em xin phép để yên như thế để bán cho các bác, chứ không bảo là ôi cái cây lam Latin nó xịn quá, nó đẹp quá rồi tháo ra cất đi để bán riêng rồi mình ráp làm bánh xe vào thì không có các bác nhá. Như thế nào cửa hàng chúng em nhập như thế nào, lam xích như thế nào thì giữ yên như thế, tình trạng để quay cho các bác xem qua để cho các bác có thể tham khảo kỹ lưỡng nhất. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em để đặt hàng đấy, uy tín là vàng các bác nhá. Đây tất cả thông số kỹ thuật của nó này các bác nhá. Estin 024 AV 44,3cc, con này thì sản xuất năm 1987 luôn các bác ạ. Quá là VIP luôn mà em nghĩ là chủ người ta có lẽ người ta quên xài hay làm sao. Cân nặng đầu máy không là 4,7kg các bác nhá. 1987 mà có một chiếc máy cưa đẹp như thế này thì em nghĩ là cũng cực kỳ hiếm đấy ạ. Cũng không phải là có nhiều đâu ạ. Đây, tất cả bên trong linh kiện, bộ áo gió cũng như là bộ e của nó các bác nhá. Cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Quá VIP luôn. Con này cực kỳ xuất sắc, máy móc linh kiện thì đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản 100%. Cửa hàng chúng em chưa bung chạm máy móc như thế gì cả, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Khi các bác muốn đặt hàng của bên em thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em. Cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc, nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhá. Rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ cây máy này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Các bác nào ưng ý thì liên hệ qua cho em. Quá VIP đúng không các bác? Một chiếc máy cưa siêu chất lượng, nóng hơi thì cứng cáp, giật nhạy nổ cái nổ thôi, cạnh nhẹ cái đã nổ nha các bác nhá. Tiếng nổ của máy thì siêu VIP rồi, siêu khỏe các bác nhá. Nóng hơi thì bao zin cho các bác luôn này, chưa hề bung chạm gì luôn, nên là đảm bảo cho các bác là hoàn toàn yên tâm về cửa hàng chúng em. Làm xích thì quá là VIP rồi. Thường thường những dòng máy cưa nhập về như thế này đa số là làm bánh xe đấy các bác nhá. Lâu lâu mới có một con là Latin thôi các bác. Đấy, chứ không phải là con nào là cũng có là lam Latin đâu ạ. Nên là các bác thấy video này ưng ý con này rồi thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng các bác nhé. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.